Sở hữu 1,4 tỷ dân nhưng lại đang cần đến lực lượng lao động từ bên ngoài. Điều này nghe thật khó tin nhưng lại chính là thực tế mà Trung Quốc đã phải đối mặt thưa quý vị. Tháng 4 năm 2023 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Ấn Độ chính thức xoán ngôi Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Thật ra điều này đã được dự báo từ trước. Vào năm 2022, dân số Trung Quốc đã giảm 850.000 người. Đó là lần đầu tiên dân số nước này giảm trong 6 thập kỷ qua. Trước đó, vào năm 1961, Trung Quốc từng ghi nhận sự sụt giảm dân số, nhưng là do trải qua nạn đói khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người. Và đó cũng chỉ là sự suy giảm dân số tạm thời trong ngắn hạn mà thôi. Còn hiện tại, sự suy giảm được dự báo là sẽ kéo dài và khó có thể đảo ngược. Hiện nay, con số này có khả năng sẽ còn lớn hơn qua từng năm và trong thập kỷ kế tiếp. Điều này không chỉ làm thay đổi sâu sắc ở đất nước tỷ dân mà còn gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu. Vậy ảnh hưởng đó là gì? Điều gì dẫn tới khủng hoảng dân số hiện nay ở Trung Quốc? Bài học gì cho Việt Nam khi cũng là một trong số các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới? Hãy cùng Tri Thức Mới khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Ấn Độ và Trung Quốc luôn là những quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua dân số của thế giới. Và sau nhiều thập kỷ dành thời gian để thu hẹp khoảng cách, Ấn Độ cuối cùng đã chính thức trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Kể từ khi vượt lên chiếm vị trí số 1 từ tháng 4 năm 2023, quốc gia này có thể sẽ vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí số 1. Bởi theo dự đoán của các chuyên gia, trong tương lai, dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng, trong khi dân số của Trung Quốc thì lại tiếp tục giảm. Một điều rất kỳ lạ. Trong vòng 40 năm kể từ bây giờ đến năm 2060, dân số Ấn Độ được dự đoán sẽ tăng tốc hơn nữa và chạm ngưỡng 1,7 tỷ người, tức là chiếm 1/4 dân số thế giới. Con số này sẽ có xu hướng giảm nhẹ vào cuối thế kỷ, nhưng vẫn không đáng kể. Trong khi đó, dân số của Trung Quốc thì liên tục giảm. Năm 2022 chỉ là khởi đầu của một quá trình kéo dài hàng thập kỷ sau đó. Dân số của quốc gia rộng lớn bậc nhất hành tinh này sẽ bắt đầu giảm nhanh chóng trong vòng chưa đầy 30 năm kể từ bây giờ trở đi. Đến năm 2050, dân số Trung Quốc rất có thể sẽ mất khoảng từ 100 đến 200 triệu người so với giai đoạn hiện nay. Và đến cuối thế kỷ 21, dân số nước này có thể giảm tới mức kỷ lục từ 1,41 tỷ người xuống còn chỉ 800 triệu người mà thôi. Thật khó tin, nếu vậy danh hiệu đất nước có dân số lớn nhất thế giới của Trung Quốc có thể sẽ biến mất thưa quý vị. Và đây chắc chắn sẽ là sự suy giảm dân số nhanh nhất của bất kỳ nền văn minh nào trong lịch sử loài người. Theo dự đoán, dân số Trung Quốc có thể chỉ bằng khoảng một nửa dân số Ấn Độ vào cuối thế kỷ này mà thôi. Thực tế này sẽ không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề nhân khẩu học của Trung Quốc mà cũng sẽ đồng thời làm ảnh hưởng đến toàn cầu. Trong khi đó, dân số của Hoa Kỳ, đối thủ địa chính trị quan trọng của Trung Quốc, thì lại có thể tiếp tục tăng. Cũng theo dự báo của Dân số Liên Hợp Quốc, ước tính rằng cuối thế kỷ 21, dân số Hoa Kỳ có thể sẽ tăng lên mức 400 triệu người, tức là bằng 1/2 dân số Trung Quốc cùng thời điểm đó. Đây sẽ là một thực tế hoàn toàn khác so với thực tế chúng ta có ngày nay, khi mà dân số của Trung Quốc đang gấp 4 lần dân số Hoa Kỳ. Cũng là khi Trung Quốc sở hữu hàng loạt những lợi thế đáng kể về nhân lực. Lợi thế này mang đến cho quốc gia tỷ dân một lực lượng sản xuất tuyệt vời. Nhưng vào cuối thế kỷ này, lợi thế nhân khẩu học khổng lồ mà Trung Quốc hiện đang sở hữu có thể sẽ biến mất. Liên minh quân sự NATO được dẫn đầu bởi Mỹ vào năm 2023 có dân số khoảng 1 tỷ người, bằng khoảng 70% tổng dân số Trung Quốc hiện nay. Điều này có nghĩa là nếu trường hợp xấu nhất xảy ra cuộc xung đột trực tiếp giữa Trung Quốc và các quốc gia NATO, thì Trung Quốc hiện vẫn đang có lợi thế về lực lượng. Trong khối quân sự NATO, rất nhiều quốc gia đang phải đối mặt với sự sụt giảm dân số nghiêm trọng như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Ý. Nhưng cũng có những quốc gia khác như Hoa Kỳ, Úc, Canada hay là Pháp vẫn đang tiếp tục phát triển và dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn nữa trong tương lai. Điều này có nghĩa là khối NATO vẫn có thể duy trì một mức dân số ổn định trong thế kỷ này. Trong khi dân số Trung Quốc được dự báo rằng liên tục sụt giảm, thì chính quyền Nhà Trắng sẽ trở thành nước mà có lợi thế trong cuộc đua dân số của thế kỷ 21. Bên cạnh những lợi thế sẵn có của mình như là công nghệ quân sự phát triển với nhiều phát minh tiên tiến, Mỹ còn đang dần thu hẹp khoảng cách về dân số với Trung Quốc trong suốt phần còn lại của thế kỷ 21. Điều này sẽ có những tác động sâu sắc đến chính sách đối ngoại và các sự kiện địa chính trị của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Khi đánh mất lợi thế đáng tự hào bậc nhất của mình là dân số, Trung Quốc chắc chắn sẽ phải dè chừng hơn trong mọi quyết sách của mình nếu không muốn bị nuốt chọn. Trong tương lai,
Đặc biệt là khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang cân nhắc khả năng về mốc thời gian lý tưởng để tiến hành thành công một cuộc xâm lược quân sự vào Đài Loan, thì vấn đề nhân khẩu học càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu muốn thay đổi trật tự thế giới bằng cách thiết lập quyền kiểm soát chính trị vững chắc đối với Đài Loan, thì Trung Quốc buộc phải giữ chắc những lợi thế của mình. Khi những lợi thế biến mất, cánh cửa trở thành bá chủ thế giới như tham vọng của Trung Quốc, nó sẽ dần dần bị thu hẹp lại một cách đáng kể. Chính bởi vậy, có vẻ như Trung Quốc sẽ cần cẩn trọng chú ý quãng thời gian tới. Ngăn chặn sự suy giảm dân số trong những thập kỷ tiếp theo có lẽ sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của họ. Có một thực tế rằng, nếu Trung Quốc thực sự muốn xâm chiếm Đài Loan, họ sẽ phải nắm bắt cơ hội một cách chính xác trước khi những cánh cửa đóng lại vĩnh viễn. Điều đó đồng nghĩa là cuộc xâm chiếm Đài Loan sẽ diễn ra rất gần, nhưng cũng có thể là chẳng bao giờ xảy ra nữa. Chưa giàu đã già. Công bằng mà nói thì già hóa dân số là xu hướng chung của các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế lớn. Hãy nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và các nước châu Âu. Ở những quốc gia may mắn nhất, tình trạng già hóa xảy ra khi đất nước đang ở trong trạng thái tương đối thịnh vượng, đồng nghĩa rằng người cao tuổi có thể hưởng cuộc sống về hưu thoải mái. Ví dụ điển hình như là Nhật Bản, nơi đạt mức thu nhập trung bình thuộc hàng top đầu trên thế giới trước khi dân số bắt đầu già hóa. Hay nói cách khác thì Nhật Bản giàu rồi mới già. Thế nhưng câu chuyện của Trung Quốc thì lại khác. Trước đây đã có vô số dự báo về một trật tự thế giới mới do Trung Quốc thống trị. Bất kể là bạn có phấn khích hay khiếp đảm trước tương lai chưa được ấn định đó, thì hãy run sợ trước giả thuyết vô cùng xác đáng này. Đó chính là cuộc khủng hoảng nhân khẩu học sẽ nhấn chìm Trung Quốc và cũng sẽ khiến cả thế giới rắc rối to. Từ biểu đồ thể hiện quy mô dân số của Trung Quốc trong 60 năm qua, chúng ta có thể thấy, ngay cả sau khi mất đi gần 1 triệu dân số trong năm 2022, thì dân số của Trung Quốc vẫn khủng như từ xưa đến nay với hơn 1,4 tỷ người. Thế nhưng con số đó được dự báo sẽ giảm dần và giảm gần một nửa vào cuối thế kỷ này. Đó là một con số thực sự khủng khiếp. Không phải tự nhiên mà mọi thứ thành ra như vậy. Trong suốt một thời gian dài, tăng trưởng kinh tế và chính sách một con hà khắc là nguyên nhân khiến cho dân số Trung Quốc suy giảm. Còn bây giờ, Trung Quốc lại đang tìm cách đảo ngược sự suy giảm này để giữ vững quy mô dân số. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ dường như đã quá muộn rồi. Hãy quay trở lại lần đầu tiên mà dân số Trung Quốc sụt giảm. Những năm 50 của thế kỷ trước, với sự thất bại của chính sách đại nhảy vọt, Trung Quốc đã phải trải qua một trong những nạn đói khủng khiếp nhất lịch sử. Ước tính có tới 30 triệu người đã mất đi mạng sống. Tuy nhiên, trong những cuộc khủng hoảng kiểu như chiến tranh hay nạn đói, dân số chỉ giảm tạm thời và ngay sau đó thì chúng ta sẽ có cái gọi là baby boom, hay còn gọi là thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh. Nhờ sự tiến bộ y học và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm, trung bình mỗi gia đình Trung Quốc lúc bây giờ có tới 6 đứa con. Thế nhưng trong mắt chính phủ Trung Quốc lúc này thì việc bùng nổ dân số có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Do đó, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra chính sách hai con với ba hơn, gồm muộn hơn, lâu hơn và ít hơn. Cụ thể là kết hôn muộn hơn, khoảng cách giữa các lần sinh lâu hơn và sinh ít hơn. Kết quả là tỷ lệ sinh đã bắt đầu giảm. Thế nhưng mà tốc độ giảm vẫn chưa nhanh như mong đợi. Thế là vào đầu thập niên 1980, Trung Quốc đã đưa ra một công cụ quyết liệt hơn. Đó chính là chính sách một con khét tiếng. Chính sách này đi kèm với những biện pháp như là phạt tiền những cặp vợ chồng vi phạm. Số tiền bị phạt thậm chí còn cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân của họ. Đến năm 2000, chính quyền Trung Quốc gọi tiền phạt sinh con thứ hai là phí đóng góp cho xã hội. Chi phí này nhằm trang trải những thiệt hại cho xã hội do đứa con thứ hai của gia đình gây ra. Riêng trong năm 2010, tổng tiền phạt thu về là khoảng 20 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 67.000 tỷ Việt Nam đồng. Nếu gia đình không chịu đóng khoản phí này, những đứa con ngoài chính sách không được đăng ký khai sinh, không có tên trong hộ khẩu, không được cấp chứng minh thư, không được tham gia vào hệ thống bảo hiểm, cũng như là không được hưởng hệ thống giáo dục, sức khỏe của nhà nước, vô cùng khắc nghiệt. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào năm 2011, có tới 13 triệu người dân không được xã hội thừa nhận do không có hộ khẩu. Chính sách một con cũng đã dẫn đến hàng chục ngàn người phá thai hoặc có chọn lọc. Đối với phụ nữ mang thai bé gái thì họ sẽ loại bỏ để có thể sinh ra được đứa con trai duy nhất mà họ muốn. Một tập quán đã trở nên phổ biến sau khi áp dụng chính sách một con, đến mức nó đã tạo ra nhiều hậu quả về nhân khẩu học cho Trung Quốc ngày nay. Hiện tại, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ giới tính chênh lệch hàng đầu trên thế giới. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Dân số Thế giới vào tháng 12 năm ngoái, 2022, Trung Quốc hiện có 743 triệu nam giới, nhưng chỉ có 707 triệu nữ giới mà thôi. Nam giới nhiều hơn nữ giới trong độ tuổi từ 25 đến 40,
Điều này đồng nghĩa với việc khoảng nửa triệu nam thanh niên Trung Quốc đơn giản sẽ không bao giờ có thể tìm được người phụ nữ để kết hôn và lập gia đình, trừ khi họ kiếm ở nước ngoài. Do sự can thiệp của chính phủ trong nhiều thập kỷ để giảm tỷ lệ sinh, dân số thực sự đã bắt đầu giảm mạnh ở Trung Quốc từ những năm 1990. Một thập kỷ sau chính sách một con, mức sinh ở Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 1,5 con trên một phụ nữ. Và tính đến năm 2020, tỷ lệ này đã giảm xuống mức thấp của lịch sử, chỉ còn hơn 1,3 con trên một phụ nữ. Điều này có nghĩa là tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã thấp hơn rất nhiều so với mức sinh 2,1 con trên một phụ nữ, mức cần thiết để giữ cho dân số ổn định. Khi nhận ra đất nước đang phải đối mặt với một vấn đề mới có vẻ trầm trọng hơn, đó là suy giảm nhân khẩu học. Cuối cùng thì vào năm 2013, chính sách một con được nới lỏng một chút để cho phép bất kỳ bậc cha mẹ nào trong nước là con một được sinh con thứ hai bất kể giới tính như thế nào. Cuối cùng vào năm 2016, sau 36 năm tồn tại trên sách vở ở Trung Quốc, chính sách một con đã chính thức kết thúc. Và tất cả các cặp vợ chồng ở nước này được phép bắt đầu có hai con trở lại. Sau đó chỉ vài năm, vào năm 2021, chính phủ buộc phải công nhận mức độ nghiêm trọng của các vấn đề nảy sinh từ những chính sách mà họ tạo ra trong những năm 70 và 80. Và thế là chính phủ Trung Quốc đã đưa ra chính sách ba con mới và hiện tại cho phép thậm chí là khuyến khích bằng các ưu đãi về thuế cho tất cả các gia đình Trung Quốc có tối đa 3 con. Nhưng những chính sách này gần đây thực sự đã là quá muộn rồi. Một trong những lý do khiến cho chính sách mới thất bại là cấu trúc gia đình độc nhất vô nhị do chính sách một con tạo ra. Đó là cấu trúc gia đình theo kiểu 4-2-1, tức là 4 ông bà, 2 bố mẹ và 1 con. Nó giống như là một kim tự tháp ngược, hàng triệu đứa trẻ sinh ra dưới thời kỳ chính sách một con đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng, khi mà phải chăm lo cho bố mẹ đang dần gia nhập vào đội quân nghỉ hưu và ông bà đã không còn lao động được từ lâu. Điều này khiến cho họ khó có thể sinh ra thế hệ tiếp theo từ 2 đứa con trở lên, nhất là trong thời buổi vật giá leo thang như thế này. Một khảo sát gần đây cho biết, có hơn một nửa thanh niên Trung Quốc không muốn đẻ nhiều hơn một con vì áp lực tài chính và công việc. Chính phủ cũng nhận thấy điều này và đưa ra nhiều biện pháp như là trợ cấp để sinh thêm con, kéo dài thời gian nghỉ thai sản, giảm chi phí đi nhà trẻ v.v. Nhưng tất cả đều vô vọng. Một thực tế trở nên rõ ràng hơn khi nhìn vào kim tự tháp dân số hiện tại của Trung Quốc. Độ tuổi của tất cả 1,4 tỷ người sống ở quốc gia này vào năm 2020 ghi nhận sự phình to ở dân số trong độ tuổi từ 45 đến 60. Đây là nhóm lớn nhất trong nhóm tuổi của Trung Quốc. Tình trạng nghỉ hưu hàng loạt trước khi họ bước vào độ tuổi 60 với số lượng người trẻ bên dưới ít hơn đáng kể. Điều này có nghĩa là dân số Trung Quốc đang ở thời kỳ dân số già. Bất kỳ người lớn tuổi nào đã ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế thì họ chính là gánh nặng khiến phúc lợi xã hội phải phình to hơn. Điều mà chính phủ buộc phải tìm cách giải quyết nếu không muốn nền kinh tế bị đình trệ. Dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc là những người từ 15 đến 64 tuổi đã đạt đỉnh vào năm 2016. Trong khi dân số trong độ tuổi chính của Trung Quốc gồm những người từ 25 đến 54 tuổi thậm chí đã đạt đỉnh sớm hơn một thập kỷ trước là vào năm 2011. Tỷ lệ phụ thuộc tuổi già của Trung Quốc với tỷ lệ phần trăm dân số trên 64 tuổi về hưu đã tăng đều đặn mỗi năm kể từ năm 2016. Vì vậy, khi dân số Trung Quốc tiếp tục giảm về tổng thể, tỷ lệ dân số còn lại của Trung Quốc sẽ ngày càng già đi. Và khi nhiều người chết vì tuổi già và nghỉ hưu thì ngày càng có ít người trẻ tuổi hơn được sinh ra. Điều này có nghĩa là kể từ năm 2016, Trung Quốc đã phải đối mặt với tình trạng thiếu người lao động ngày càng gia tăng. Điều này sẽ dần dần dẫn đến việc phát sinh những chi phí về nhân công. Lao động Trung Quốc khan hiếm hơn và khiến ngành sản xuất của họ ngày càng kém cạnh tranh và gây ra lạm phát. Trong khi nước này sẽ rất khó thu hút lượng người nhập cư đáng kể vì Trung Quốc có mức người nhập cư thấp nhất so với bất kỳ quốc gia phát triển nào trên thế giới. Sở hữu 1,4 tỷ dân số nhưng lại cần đến lực lượng lao động từ bên ngoài, điều này nghe thật khó tin nhưng lại chính là thực tế mà Trung Quốc đã phải đối mặt. Những năm 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc trở thành điểm nóng đầu tư của nước ngoài, sản xuất giá rẻ và xuất khẩu. Chỉ sau một thế hệ, Trung Quốc đã vọt lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Những tưởng rằng sau khi làm việc trong suốt giai đoạn tăng trưởng thần kỳ này thì người cao tuổi của Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ để bước vào tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên điều đáng buồn là hoàn toàn không phải như vậy. GDP của Trung Quốc còn thấp hơn ở Mexico, Libya hay là Maldives. GDP bình quân đầu người, thưa quý vị. Điều đó có nghĩa là số lượng người lao động nghỉ hưu khổng lồ này không chỉ cống hiến cho nền kinh tế ít hơn mà còn cần cực nhiều hỗ trợ. Thế nhưng hệ thống lương hưu và y tế của Trung Quốc lại không thể đáp ứng được. Nói một cách đơn giản thì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dựa vào dân số cũng giống như là bạn mua hàng bằng thẻ tín dụng và cuối cùng đã đến lúc phải trả nợ. Thế nhưng nếu món nợ này vượt quá tầm kiểm soát thì hậu quả của nó là gì? Chắc chắn thế giới sẽ khó có thể ăn ngon ngủ yên được. Vì hãy nhớ rằng Trung Quốc vẫn là đế chế sản xuất chế tạo của thế giới.
Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, một đối tác thương mại đầu tư quá lớn mà sự sụp đổ của nó thì sẽ gây ra hiệu ứng domino tàn khốc đối với thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây là mọi thứ biến đổi quá nhanh. Chỉ tầm 40 năm trước, Trung Quốc mới bắt đầu tận dụng dân số đang bùng nổ để trở thành cường quốc kinh tế mới của thế giới. Nhưng giờ đây, khi mà dân số đã chính thức ngừng tăng trưởng, có lẽ Trung Quốc sẽ phải suy nghĩ lại về tương lai của chính mình. Một điều khá lưu tâm là khi chúng ta so sánh hai tháp dân số của Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta có thể thấy Việt Nam cũng đang đứng trước cơn bão già hóa dân số. Bài học gì cho Việt Nam trước cơn khủng hoảng mà người hàng xóm đang phải đối mặt? Hãy nín thở cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo và hy vọng rằng từ câu chuyện của Trung Quốc, chúng ta sẽ rút ra được những bài học quan trọng để tránh đi vào vết xe đổ này. Còn bây giờ, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.